Cây mai xanh thái ạ. Ui, tuyệt đẹp luôn ạ. Đây, hoa của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn. Mà cây này hoa của nó rất là bền. Cây cao tầm hơn 2 mét các bạn ạ. Và đây, gốc của nó đây. Gốc của nó thì to bằng một ngón chân cái. Hơn một ngón tay cái. Cây rất là đẹp đúng không ạ? Hoa chi chít. Ngoài những cây mai xanh thái to như thế này thì nhà mình còn có những cây mai xanh thái bé hơn. Các bạn có thể mua những cây bé hơn về trồng. Nó vừa dễ vận chuyển mà tiết kiệm chi phí. Các bạn ai muốn mua những cây mai xanh thái to như thế này hay là bé hơn thì anh ta liên hệ với nhà mình nhé. Hoa của nó đây. Cho các bạn xem lại cái chùm hoa của nó. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn.